xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ đi lại cái trung tâm mua sắm IKEA này ha mọi người. Trung tâm này là chuyên bán đồ nội thất á mọi người. Trong đây sẽ có nhà hàng Thụy Điển á mọi người. Cái trung tâm này nó là hình như nó xuất xứ từ Thụy Điển á, cho nên nó mở nhà hàng Thụy Điển bên trong. Mình sẽ vào đó mình ăn ở trong nhà hàng Thụy Điển á mọi người. Giờ mình đi ha, hẹn gặp mọi người bên trong nha. Đây là phía trước của nhà hàng Thụy Điển nha mọi người. Phía trước có một cái menu lớn để giới thiệu các món ăn bên trong nhà hàng nha mọi người. Kế bên có một cái quầy màu đỏ nè mọi người, để mình lại cái quầy đỏ mình xem có gì ha. Họ trưng hoa lan trắng mà hoa lan giả nha mọi người. Đây là không gian bên trong cái nhà hàng, nhìn từ ngoài vào hết mọi người, nhìn cũng khá là rộng luôn đó. Nhìn phía bên đây rộng quá. Nhìn phía trên mình sẽ thấy cái bảng để vừa tiếng Anh và vừa tiếng Trung nhà hàng Thụy Điển hết mọi người. Bây giờ mình vô cái khu vực để lấy cái xe đẩy và lấy đồ ăn thức uống hết mọi người. Đây nguyên cái khu vực này, đây mình để xe đẩy cái xe như thế này nè. Bên tay phải của mình đó là các loại thức uống nha mọi người. Thích uống cái gì thì mình sẽ lấy cái đó. Bên trong tủ này hình như là các loại thức ăn đó mọi người. Đây là hình như là xà lách cá hồi nha mọi người. Giá cả ở đây thì cũng tương đối là cao đó mọi người. Còn cái này hình như là cơm thịt gà hay gì đó mọi người. Tên thịt gà luộc á, mình có bỏ sốt hay ăn. Giá cũng cao á. Cái bên đây là cái quầy bánh ngọt với mọi người. Mỗi cái bánh ngọt này hình như là 65 tệ á, tùy chỗ á. Cái phía trước mặt mình đó là đồ ăn mặn với mọi người. Ở trên cái poster trên nó có giá cả, mình lại mình chọn ha. Mình chọn rồi mình có túi tiền cho mình. Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn món Thụy Điển với mọi người. Muốn mình ăn thử xem cái khẩu vị của mình Thụy Điển như thế nào ha. Nhìn chung thì món của Thụy Điển thì nó cũng giống món châu Âu khác với mọi người, mỗi người khác cái khẩu vị thôi. Đây là cánh gà chiên, thịt xông khói lăn bột chiên nè. Còn đây là các loại bánh ngọt ha mọi người. Các loại xí mùi và sốt xà lách với mọi người. Có vẻ nhà hàng Thụy Điển không có nhiều khách nào nữa mọi người. Đây là cái món mình chọn nha mọi người. Bây giờ sẽ đến khu vực tính tiền để tính tiền đó mọi người. Có cái xe đẩy như thế này là mọi người bỏ đồ ăn lên xe ha. Bên trong cũng còn vài người đang chọn món nha mọi người. Đây là cái khu vực ngồi để ăn nha mọi người. Có thể tự chọn cái chỗ ngồi, cái vị trí mình ngồi sao cho mình cảm thấy thoải mái và thích nhất á. Đa phần các bạn trẻ chọn cái ngồi cái ghế cao cao như thế này mọi người, mình không biết tại sao ha. Ngồi bên bên cái khung cửa để ngắm bên đường ha. Bây giờ mình đi lại cái quầy lấy nước tự động nha mọi người. Đây là nước nước trái cây có cồn, mọi người mình sẽ lấy nước dâu tây nha. Mình rót ra cái mình thấy nó nổi bọt lên nè mọi người. Này cồn không à, giống như bia vậy đó. Bây giờ mình chọn vị trí này mình ngồi ha. Đây, đây là cái phần ăn mà mình chọn nha mọi người. Nhìn sơ sơ có mấy món mà hết 200 mấy đó nha mọi người, không có rẻ miếng nào hết trơn á. Bây giờ mình sẽ ăn bánh mì chấm sốt nè, như sốt sốt dâu tây nha mọi người, xí mụi dâu tây gì đó. Bây giờ mình sẽ ăn cái bánh này nha mọi người. Hình như cái bánh này tiếng Anh kêu bằng bánh waffle á mọi người, tiếng Trung kêu bằng sung bỉnh gì đó, nhưng mà tiếng Việt kêu bằng bánh gì ta, không biết nữa. Phải bánh kẹp đàn ông không nha, ai biết cái này nói cho mình biết với ha. Nè mọi người, mình cắt ra rồi nè mọi người xem ha.
Nói chung thì nhìn bên trong nó cũng xốp xốp giống như bánh bông lan ha. Nướng thì nó không có bị khét mà nó vàng caramel ấy, mọi người nhìn cũng đẹp đó. Bây giờ mình ăn thử nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn cái bánh mì này ha, để mình cắt ra ha. Lâu lâu thì mình ăn các loại bánh mì á mọi người, chứ ăn bánh mì nhiều thường xuyên á, có tinh bột nhiều á sẽ rất là dễ bị tăng cân luôn á. Bây giờ mình sẽ chấm bánh mì này, chấm với cái gì ta, cái xí muội ha, xí muội dâu tây ha. Cái hộp xí muội dâu tây này mọi người hình như là 6 tệ hay gì đó mọi người. Lúc nãy mình tưởng là nó miễn phí mình lấy ăn, rồi mình lấy xong nó tính tiền luôn á. Cái hộp xí muội này thường á mình thấy là người ta ăn với bánh mì sandwich đó mọi người. Giờ mình sẽ ăn với cái bánh mì này nè, cũng giống như bánh mì sandwich thôi. Mình ăn xong bánh này ha mọi người, bây giờ mình sẽ ăn cái bánh ngọt cuối cùng này, bánh ngọt nho ha, giống cái ly cocktail vậy nha mọi người. Cái không gian xung quanh mình ngồi nè mọi người, nhìn nó cũng sang trọng quá, mình thích quá à. Nhìn nó cái tông màu trắng á, cái tông màu mà gọi là thanh lịch đó mọi người. Có thể là những người ngồi đây là thuộc tiếp người thích thanh lịch thế mọi người. Thật ra thì mình cũng vậy. Bây giờ mình sẽ mở cái miếng bọc của cái bánh nho này ra hết mọi người. Mở để mình bắt đầu mình ăn thử ha. Để mình sắn thử một miếng ra coi xem như thế nào mọi người. À, nhìn nó cũng xốp xốp giống bánh bông lan ấy mọi người. Để mình ăn thử coi. Ngọt quá trời ngọt luôn mọi người ơi. Đây là lần đầu tiên mình ăn thử bánh này luôn đó. Để mình quay cái bánh lại cho mọi người xem ha. Đây nè, đây nhìn đây mình múc một mớ rồi đó. Thôi video cũng dài vậy ha mọi người. Chúc mọi người có buổi ăn ngon miệng nha.